loại quả có tác dụng du ngủ nếu ăn vào buổi tối, hơn nữa còn giúp giảm cân hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy một số loại quả có chứa các đặc tính thúc đẩy giấc ngủ hơn. Chúng không phải là phương pháp chữa trị hoàn toàn chứng mất ngủ, nhưng dần dần có thể cải thiện tình trạng khó ngủ của bạn. Ngủ đủ giấc đêm lại vô và lợi ích từ việc xoa dịu tâm hồn đến xây dựng hệ thống miễn dịch của bạn. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau mà nhiều người rất khó có được một giấc ngủ ngon. Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, bạn hãy thử điều chỉnh chế độ ăn uống của mình bằng cách bổ sung nhiều khoáng chất như kali, mây, canxi và sắt trong mâm cơm. Những dinh dưỡng này giúp khởi động quá trình sản xuất melatonin, hormone chịu trách nhiệm điều hòa giấc ngủ. Nghiên cứu cho thấy một số loại quả có chứa các đặc tính thúc đẩy giấc ngủ hơn. Chúng không phải là phương pháp chữa trị hoàn toàn chứng mất ngủ, nhưng dần dần chúng có thể cải thiện tình trạng khó ngủ của bạn. Hơn nữa, các loại quả này cũng có tác dụng giảm cân hiệu quả ngay khi bạn đang ngủ. Năm loại quả là thuốc ngủ nếu ăn vào buổi tối. 1. Chuối The Only My Ad ghi rằng thời điểm hoàn hảo để ăn chuối là sau bữa tối, chứ không phải là sau khi ngủ dậy buổi sáng. Bởi chuối có đặc tính axit, nếu ăn khi bụng đói sẽ kích thích các vấn đề ở đường ruột. Ngược lại, các chuyên gia cho rằng ăn chuối vào bữa tối sẽ tạo cảm giác ngon miệng và giúp giảm cân. Đồng thời, chúng hỗ trợ quá trình tiêu hóa, chuyển hóa thức ăn và tránh hiện tượng đầy bụng. Thành phần axit amin chitopan trong chuối sẽ kích hoạt sự hình thành hormone melatonin giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Người hay bị chuột rút vào ban đêm nên ăn chuối trước khi đi ngủ để cải thiện tình trạng này. Chuối cũng tạo cảm giác no lâu, có tác dụng ức chế sự tích tụ và ngừa sản sinh mỡ, do đó nếu bạn kiên trì ăn chuối, bạn sẽ thấy lớp mỡ trên bụng biến mất. Chỉ cần ăn chuối sau bữa tối khoảng 1 đến 2 tiếng là bạn đã có được nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. 2. Quả dứa. Dứa có chứa hàm lượng cao melatonin, một loại hormone điều chỉnh nhịp sinh học. Melatonin gây ra cảm giác buồn ngủ bằng cách thư giãn các cơ và làm chậm hoạt động thần kinh. Một nghiên cứu nhỏ thực hiện bởi Đại học Konken, Thái Lan cho thấy rằng tiêu thụ dứa trước khi đi ngủ làm tăng mức melatonin lên 266%. Dứa có hàm lượng calo thấp hơn so với các món ngọt khác, vì vậy nếu bạn thưởng thức một khẩu phần dứa thay vì một que kem cho món tráng miệng hàng đêm, bạn có thể tiêu thụ ít calo hơn và giảm cân. 3. Quả sung Bác sĩ dinh dưỡng gia Clean London, Bệnh viện Mount Sinai, Mỹ cho biết quả sung chứa kali, mây, canxi và sắt. Những khoáng chất này giúp lưu thông máu và có cơ là chìa khóa để đi vào giấc ngủ ngon hơn. Bên cạnh đó, mỗi quả sung còn chứa một số chất sơ bổ sung giúp bạn no lâu. 4. Quả nho Một ly nước ép nho trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đốt cháy chất béo như mong muốn. Nghiên cứu cho thấy ăn hoặc uống cáp đơn có trong nước ép nho gây tiết insulin vào ban đêm. Thêm vào đó, nho chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp chuyển hóa calo lưu trữ chất béo trắng thành chất béo nâu, đốt cháy calo. 5. Quả anh đào Quả anh đào có chứa lượng vitamin A gấp 20 lần quả việt quất hoặc dâu tây. Ngoài ra, nó còn chứa beta carotin vitamin rất có lợi cho hệ miễn dịch, thị lực và da. Trong loại quả này còn có chứa chất melatonin, một loại hormone có vai trò điều chỉnh quá trình thức, ngủ, giúp giải quyết tình trạng mất ngủ. Đáng nói quả anh đào chứa rất ít calo vì vậy bạn có thể yên tâm bổ sung chúng vào chế độ ăn mà không sợ bị tích lũy mỡ thừa. Loại trái cây này giúp tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn. Theo Good Hot Keeping, Garden 30. Trên đây là 5 loại quả có tác dụng dễ ngủ, đồng thời mang lại hiệu quả giảm cân. Nếu bạn biết loại quả nào có tác dụng tương tự, hãy chia sẻ với vô ưu và mọi người bằng cách bình luận phía bên dưới nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc hẹn gặp lại ở những video tiếp theo